Lưu ý, video chứa đựng quan điểm cá nhân về thị trường và tiêu chuẩn riêng về cổ phiếu. Vui lòng cân nhắc trước khi áp dụng. Không có cổ phiếu tốt trừ khi chúng tăng giá. Chào các bạn. Hôm nay thì video lại lên muộn hơn một chút. Có lẽ tôi phải mang cái máy tính khi mà về quê thăm bố mẹ thôi. Bởi vì là thỉnh thoảng lên Hà Nội nó hơi muộn một chút. Đôi khi có những cái việc nó đột xuất và thỉnh thoảng về Hà Nội nó gặp đúng cái lúc mà tắc đường. Lại quên không xem cái đường mà vào Hà Nội xem là đi cái cầu nào để nó đỡ tắc. Các bạn nếu mà ở thành phố lớn thì thường hay gặp cái vấn đề này. Đấy, cho nên là lúc về được nhà thì đôi khi nó mệt rồi, hoặc là ngủ giấc lại quên mất. Đấy, lúc dậy thì quên mất là có cái video cần phải làm. Đấy, đùa vậy thôi cho nó đỡ buồn khi mà cái thị trường đang trong cái giai đoạn downtrend rõ ràng như này. Cái giai đoạn này thì chúng ta không có cái gì gọi là cần phải phủ nhận về cái xu hướng của thị trường nữa cả. Đấy, cái việc downtrend nó rõ ràng rồi. Lướt qua vài vòng Facebook thì thấy rằng những người tích cực nhất sau khi bắt đáy vài lần thì cũng đã bắt đầu chán nản và không thấy hô hào bắt đáy nữa. Không biết đây có phải là dấu hiệu của cái thị trường tạo đáy hay không? Đấy. Nhưng mà kể cả là nó có những cái dấu hiệu tạo đáy thì tôi khuyên quý nhà đầu tư cũng không nên vội vàng vào, kể cả chúng ta nhìn thấy những cái dấu hiệu. Đấy. Mà tốt nhất hãy đợi nó thực sự tạo đáy đi thì chúng ta vào cũng không muộn. Trong cái tuần vừa rồi tôi có chia sẻ về cái một cái video về những cái khó khăn khi mà chúng ta bắt đáy đấy. Đấy, thì nếu mà các bạn mà xác định rằng là có thể vượt qua những cái khó khăn như vậy, có thể sẵn sàng đương đầu với những khó khăn như thế, đấy thì chúng ta hãy nghĩ đến cái việc bắt đáy, chứ đừng có nghĩ đến cái việc là thấy cái việc là cổ phiếu nó giảm mạnh rồi, thị trường nó giảm sâu rồi thì chúng ta nhảy vào chúng ta mua. Nhiều nhà đầu tư thì than phiền với tôi rằng là giá mà còn nhiều tiền hơn thì đoạn này bắt đáy thì ngon. Đấy. Thậm chí nhiều người chia sẻ cái câu chuyện đấy từ vài tuần trước đấy. Anh bắt đáy, anh chị bắt đáy hết mất tiền rồi, chứ còn nếu mà còn tiền mà bắt đáy với cái đoạn này thì ngon. Đấy. Và thực tế là thị trường tiếp tục giảm sâu, giảm mạnh như vậy. Và ngày mai nữa thì đầu phiên, không biết là thị trường có hồi không, nhưng mà đầu phiên thì chắc là thị trường tiếp tục chiết khấu khi mà có những cái thông tin xấu về những cái lĩnh vực như là bất động sản hay là ngân hàng. Đấy. Rồi là ổn định kinh tế vĩ mô trong cái những phiên, trong cái thời gian 2 ngày cuối tuần vừa rồi. Những cái tin xấu này nó ảnh hưởng như thế nào đến thị trường thì chắc là tôi cũng không cần phân tích nữa. Đấy. Bởi vì thực ra có nhiều người phân tích rồi, và thực ra tôi cũng không phải có cái chuyên môn thực sự rõ ràng về vấn đề này, mặc dù tôi cũng đã nghiên cứu khá là nhiều, kể cả nghiên cứu cả những cái case mà nó diễn ra trên thị trường quốc tế nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến thị trường. Đấy. Nhưng mà cái việc mà cái việc đó thì nó không ảnh hưởng đến cái việc mà tôi giao dịch, kể cả là ngày mai thị trường có sập hay là thị trường nó có tăng trở lại thì cái quyết định mua của tôi nó cũng chưa diễn ra. Đấy, bởi vì tôi chờ thị trường nó thực sự nó đã tạo đáy và đi lên. Có thể là cần phải một tuần tăng giá hoặc là một cái phiên mà cho thấy cái sự hưng phấn của thị trường, cổ phiếu quay lại tăng trần. Phần lớn thay vì là 100 mấy chục cổ phiếu sàn hiện nay thì có thể là vài chục cổ phiếu tăng trần. Đấy, khoảng 100 cổ phiếu tăng trần hoặc là thị trường tăng giá trong khoảng một tuần. Đấy, thì tôi mới xem xét quay trở lại cái thị trường mua cổ phiếu. Ok, còn làm cái video này để chia sẻ với các bạn thêm về cái những cái giai đoạn xấu của thị trường như thế này thôi. Đấy, chứ còn tôi thì chắc chắn là tôi không mua. Đấy, các bạn theo dõi tôi nhiều thì các bạn sẽ biết rằng là tôi giao dịch theo xu hướng. Đấy, và những cái khóa học mà tôi chia sẻ trên vnuptrend.com ấy thì cũng đều như vậy. Nó có những cái nguyên tắc khi mà giá bắt đầu quay lại cái xu hướng tăng thì chúng ta mới chọn mua. Còn hiện nay thì hầu như là tất cả các cổ phiếu đều trong xu hướng giảm rồi. Một le lói một vài cổ phiếu có thể giữ được cái xu hướng tăng. Nhưng mà cái áp lực khiến cho cổ phiếu nó điều chỉnh khi mà những hơi mà hầu hết 99,9 cổ phiếu nó đã phần trăm thị trường nó đã điều chỉnh thì một hai cổ phiếu nó cũng khó mà có thể trụ lại được nữa. Đấy. Những tốt nhất là chúng ta nên giữ vị thế, nếu mà có phát hiện ra thì cũng chỉ nên quan sát thôi, chứ còn chưa nên mua cái gì ở trong thị trường này. Ok, bây giờ nhìn nhận lại xem cụ thể thị trường hiện nay nó đang như thế nào. Đấy, thị trường quốc tế nó có xấu quá không?
Thực ra vừa nãy là mở cái thằng S&P 500 với cả cái thằng Dow Jones này ra thấy hơi bất ngờ một chút, bởi vì sau khi thủng đáy thì nó có cái nhịp hồi trong cái tuần vừa qua. Đấy, trong khi ông index thì đây, VN index đây. Đấy, đóng cửa ở mức 1.035 điểm, thanh khoản rất là lớn. Đấy, và một cái tin khá là xấu ở trong cái thị trường. Có thể các bạn sẽ lật lại ở quá khứ, các bạn sẽ thấy rằng là khi mà những cái tin xấu như này thì nhiều khả năng là sau đó thị trường sớm tạo đáy. Đấy. Nhưng mà lần này nó có như thế không? Đấy thì chúng ta hoàn toàn không biết được, và tốt nhất là chúng ta nên chờ đợi. Đấy. Nếu mà thị trường thực sự tạo đáy thật và nó có tạo ra được cái xu hướng tăng giá thì cái xu hướng đấy nó còn thể kéo dài được vài tuần, vài tháng, vài quý, thậm chí là vài năm. Đấy chứ không chỉ là hơn nhau một vài phiên, nên chúng ta không có cái việc gì mà phải vội cả. Đấy, còn hiện nay thì với cái việc mà giá giảm mạnh như này, giảm có gap như thế này luôn, gap là cái khoảng trống, gap là cái khoảng trống khi mà giá mở cửa nó thấp hơn, nó thấp xa hơn so với cái giá đóng cửa thì nó tạo ra một cái khoảng trống như thế này. Đấy, một vài cái lý thuyết cho rằng là những cái gap này nó sẽ lấp. Đấy, thì cũng có thể cũng có vẻ đúng thật. Đấy, bởi vì là khi mà thị trường nó vận động thì có những cái giai đoạn mà nó sẽ trồi lên trồi xuống rất là mạnh, và những cái gap này thường thường là nó sẽ lấp. Đấy, nhưng mà không phải là nó sẽ lấp ngay đâu. Đấy, người ta lý luận rằng là nó sẽ lấp, nhưng mà có thể nó nửa năm, một năm sau khi nó quay lại nó cũng lấp cái gap đấy, thì những ông theo cái lý thuyết đấy ông lại lý luận rằng ở đấy cuối cùng thì nó vẫn vẫn lấp. Đấy, nhưng mà thực tế là cái thời gian nửa năm, một năm đấy nó đã quá xa rồi, và những người tham theo cái lý thuyết đấy thực sự là không theo được. Đấy, cũng giống như là một vài người hô hào bắt đáy, đấy một thời gian sau thì không thấy hô đâu nữa, đến lúc cổ phiếu hồi lại, bắt đầu hồi lại một phiên, hoặc là bắt đầu hồi lại đến mức nó hòa vốn thì lại hô hào rằng là đấy cổ phiếu đã hòa về hòa vốn rồi. Đấy, trong thực tế là nếu mà lỗ mấy chục phần trăm thế thì chả có ai mấy người mà chịu được. Đấy, hoặc là lỡ có tham gia rồi thì cũng khéo cay đắng cắt lỗ từ bao giờ rồi. Trước tôi có đăng một cái bài bình luận vui là nếu mà phải dự đoán thị trường ấy, thì tốt nhất là chúng ta nên dự đoán thường xuyên. Đấy, bởi vì là dự đoán thường xuyên thì kiểu gì cũng có lúc đúng, kiểu như là nhiều Facebooker hay là YouTuber là lúc nào cũng hô hào đáy thị trường ở đây, đáy chứng khoán ở đây. Đấy, thì kiểu gì chả có lúc đúng đúng không ạ? Đấy, cùng lắm thì nếu mà sai nhiều quá thì tao xóa cái nick đấy đi và tao lập một cái nick khác rồi lại tiếp tục hô hào thôi, kiểu gì chắc cũng lúc hô phải đáy. Các bạn để xem lúc thị trường đáy thì sẽ có một loạt bài gọi là đúng như tôi đã nhận định là thị trường tạo đáy ở đây. Lần sau thì khác, lần sau lại sẽ lại có một phải lập một cái nick mới đấy. Ok, chia sẻ với các bạn về thị trường một chút. Thị trường hiện nay chúng ta có thể sở thấy hơn là thấy tin tốt, đó là VN Index có vẻ như là đã bớt ảnh hưởng của chứng khoán thế giới. Đấy, tin xấu là thay vì là phục hồi thì nó cứ thế nó rơi thôi. Đấy, tức là mặc kệ thị trường chứng khoán thế giới nó có phục hồi hay không thì VN Index vẫn gọi là một mình một đường đi xuống, thậm chí là đi xuống rất là mạnh, thanh khoản thậm chí là còn tăng. Nhưng cũng có thể là giai đoạn mà thị trường nó tạo giai đoạn mà chứng khoán cổ phiếu nó rơi, nó tạo tạo đáy với rơi xuống đáy với cả cái thanh khoản lớn ấy, thì nó có hoàn toàn có thể tạo một cái đáy chữ V đi lên. Và gần như là với cái việc mà giá nó rơi nhanh, rơi mạnh, rơi thẳng như này thì gần như là một cái đáy chữ V là chắc chắn. Đấy, chắc chắn thì khoảng chín mấy phần trăm, còn bao giờ đợi tạo đáy hay không thì mình biết sau. Hôm trước khi mà thị trường có phục hồi phiên như thế này, tôi cũng có đăng một cái status rồi động viên mọi người là dù sao thì uptrend nó cũng bắt đầu một cái phiên xanh ấy, nhưng mà có phải là cái phiên xanh này không thì phải đợi đợi hồi sau mới rõ được. Đấy, tức là chúng ta chỉ nên theo dõi thôi, chứ còn chúng ta chưa nên gọi là tham gia và mua hay bán làm gì. Nhiều nhà đầu tư thì khi mà thị trường mà tăng giá thì là nhiều ông thì mà chửi mình gọi là không dám mua. Đấy, rồi là lúc mà thị trường giảm giá này cũng bảo mình sao lại không, cái thị trường ngon như thế này đấy, không, non gan thỏ đế mà không dám mua. Đấy, thực ra là cái vấn đề đấy không, vấn đề thì không quan trọng nữa rồi, khi mà các bạn đã ở đủ lâu trên cái thị trường tiền của chúng ta mới quan trọng, chứ còn lúc đấy chúng ta không cần phải làm anh hùng hay không cần phải chứng tỏ điều gì cả, cái điều quan trọng là chúng ta giữ được tiền, kiếm được tiền trên cái thị trường này thôi. Đấy, là
và lâu trên thời gian trên thị trường này thì các bạn sẽ hiểu rằng cái việc mà kiếm được tiền và giữ được tiền và kiếm được tiền ấy nó phải đi liền với cả cái việc xây dựng kế hoạch và tuân thủ những cái nguyên tắc, những cái kế hoạch giao dịch đấy. Chứ còn nếu mà giao dịch theo cái kết quả mà có kiểu ngẫu hứng ấy thì thường nó sẽ cho cái kết quả là ngẫu nhiên, và cái kết quả ngẫu nhiên ấy thường cuối cùng nó sẽ đưa cho chúng ta về cái kết quả là âm, bởi vì là trên cái thị trường này cái yếu tố tâm lý nó chi phối cái hành động của chúng ta rất là lớn. Ok, nói chung là thị trường hiện nay là xấu và thậm chí nó còn xấu hơn cả mấy cái thị trường quốc tế đó. Khi mà Dow Jones trong cái tuần qua có những cái phiên phục hồi rất là tốt thì index đấy, phục hồi rất là kém, thậm chí là giá còn giảm sâu hơn đấy, cộng với cả những cái tin tin không thiết thực lắm, không mang tính hỗ trợ trong cái những ngày ngày cuối tuần đấy, tin một vài tin bắt bớ, rồi là cả bên chứng khoán thế giới cũng có những cái thông tin nó xấu, rồi cả có những cái gọi là đổ máu trên thị trường. Ngày xưa thì có một anh đã chia sẻ với tôi là anh ấy cũng không tin vào những cái dấu hiệu về cái thị trường tạo đáy, trừ một cái dấu hiệu mà anh thấy có thể tin được, đó là khi mà thị trường rơi rất là sâu, rất là mạnh thì nhiều đôi khi ấy phải có xuất hiện cả đổ máu trên thị trường. Đổ máu là theo theo nghĩa đen đấy, tức là có gọi là chết chóc trên thị trường. Thực sự như vậy thì nhiều khả năng là thị trường mới tạo đáy được đấy. Chứ còn nếu mà những cái đợt mà rơi bình thường chỉ tạo ra cái sự call margin bình thường ấy thì thị trường nhiều khả năng là chưa có đáy. Thế là cái điều mà tôi chia sẻ với các bạn thôi, nếu mà các bạn theo cái phương pháp gọi là dự đoán đáy. Còn tôi thì tôi cố gắng là không dự đoán nó làm gì, nhìn cho nó vui thôi. Còn nó bao giờ chúng ta tạo đáy không xong thì chúng ta sẽ biết đáy qua rồi mới biết, đỉnh qua rồi mới biết nó là như thế đấy. Đấy, và thực tế là không có một cái chỉ báo nào gọi là quá bán ở trên cái thị trường này cả. Đấy, cái tiêu đề hôm nay nghĩ mãi mới ra là cái tiêu đề này. Đấy, nếu các bạn theo dõi những cái video phân tích kỹ thuật của tôi, các bạn có thể thấy là đôi khi cái việc mà quá mua quá bán ấy, nó bị hiểu sai. Đấy, tức là không có cái sự gọi là quá mua quá bán mà hiểu theo nghĩa đen cả. Các bạn có thể thêm vào đây những cái chỉ báo dao động đấy, ví dụ như là RSI, ISI chẳng hạn đấy, các bạn sẽ thấy này, đây đúng không, thị trường nó qua bán từ đây cơ mà, từ từ phiên ngày nào, 26 tháng 9 đấy, 26 tháng 9 là cái phiên này 1.172 điểm đấy, bây giờ là 1.035 điểm, tính sơ sơ thì nó cũng mất khoảng 130 điểm đấy, và có rất nhiều cổ phiếu đã ẵm nhiều cái phiên sàn trong cái giai đoạn mà gọi là quá bán như thế này đấy. Nếu thực sự về quá bán thì chúng ta không thể không không nên hiểu rằng là khi mà giá giảm xuống cái vùng RSI, ISI 30 ngày này, 30 này là quá bán, mà thực sự là cái vùng quá bán này nó là cái vùng để chúng ta tham khảo, và chúng ta nên hành động và theo dõi khi mà giá bắt đầu từ cái vùng quá bán này trở lại cái vùng bình thường, tức là từ cái RSI này cắt lên trên cái đường 30 này. Đấy, chứ không phải là bắt đầu nó rơi vùng vùng 30 là chúng ta là bắt đầu mua. Đấy, như vậy thì rất là nguy hiểm. Đấy, cho nên là tôi khuyên các bạn rằng nếu mà đã bỏ cái thời gian công sức để tìm hiểu, học tập những cái học những chỉ báo này, đấy, thì chúng ta nên đầu tư kỹ hơn một chút và thực sự là hiểu nó. Đấy, chứ còn là đừng gọi là học vẹt theo một vài cái video nó gọi là cưỡi ngựa xem hoa thì nó rất là nguy hiểm. Đấy, ví dụ như hôm nay là tôi mở cho các bạn một cái con cổ phiếu đấy, tôi xem hay có kiểu như thế, mở cho các bạn thêm còn cổ phiếu đấy, xong là đưa cái chỉ báo ví dụ RSI vào chẳng hạn đấy, và thấy con này là quá bán rồi đấy, và tôi bắt đầu mua đấy, mấy hôm sau thì nó tăng lên thật, và các bạn cứ mặc định các bạn hiểu rằng là như vậy là cứ quá bán là có thể mua được đấy, và lần sau khi gặp những con cổ phiếu khác các bạn mua và các bạn chết tức tưởi. Đặc biệt là trong cái đoạn downtrend như thế này thì làm gì có cái gì là quá bán, uptrend cũng vậy, uptrend thì làm gì có cái gì là quá mua. Cái đoạn quá mua mới là cái giai đoạn mà kiếm được nhiều tiền nhất, dễ kiếm tiền nhất đấy, thì lúc đấy chúng ta lại sợ. Ok, và tất nhiên không có quá mua không có quá bán, đáy qua rồi mới biết, đỉnh qua rồi thì mới biết. Chính vì thế cho nên tuần tới có tạo đáy không đấy, thứ hai thị trường nó phản ứng như thế nào đấy, hoặc sắp tới nó sẽ về 950 hay là nó chỉ về 1.000 rồi sẽ rút chân, thì
Xin phép các bạn là gửi các bạn cái bài hát của Mỹ Tâm, cái bài hát nào Đừng Hỏi Em. Chứ còn tôi cũng đâu có biết đâu mà để trả lời các bạn. Lần này tôi cũng thấy nhiều người gọi là sau khi mà cố gắng dự đoán thì đã chuyển sang những cái bộ môn khác rồi, không còn trung thành với cả cái bộ môn bói toán xem thị trường đáy ở đâu, đỉnh ở đâu nữa. Ok, vẫn là về thị trường thì là như thế, và cổ phiếu thì vẫn là khuyến nghị các bạn là nên đứng ngoài đợi thị trường tạo đáy, nên đầu tư thời gian và học tập. Chính vì thế là không cần phải lướt qua những cái nhóm ngành nữa nhá, không cần phải nói nhất lướt qua nhóm VN30 hay là nhóm chứng khoán, nhóm ngân hàng. Đấy. À, một cái điều nữa chia sẻ với các bạn đó là downtrend thì những cái tin xấu ấy, nó sẽ ra rất là nhiều. Đấy. Và cái tin tốt thì các bạn sẽ không thấy đâu, hoặc là tin tốt thì nó cũng chả ảnh hưởng gì. Còn uptrend thì ngược lại, những cái tin xấu thì đôi khi nó cũng thành tin tốt, à, còn những cái tin tốt ấy thì nó được đẩy lên với cái mức độ là thần thánh hóa. Đấy là cái lý do mà đôi khi chúng ta không cần quan tâm tới những yếu tố khác, chỉ cần quan tâm tới cái yếu tố giá và cái xu hướng nó đang đi lên hay là đi xuống. Kể cả cổ phiếu cũng vậy. Đấy, khi mà cổ phiếu nó đang ở trong downtrend ấy, thì kể cả những cái tin tốt, bây giờ ví dụ như bây giờ đi, đấy, tôi nghĩ là một vài cái doanh nghiệp sắp tới hoặc đang công bố những cái báo cáo rất là tuyệt vời, đấy, cũng không chắc mà nó có thể tăng giá được. Đấy. Và giờ này tôi thấy nhiều doanh nghiệp là công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 khá là chậm, có thể là đang đợi tạo đáy rồi mới tung ra, chứ còn tung ra một cái lúc mà thị trường nó đang cắm đầu sàn hàng loạt ấy thì cũng không khác gì chơi trò anh hùng. Đấy, không tác động được cái gì đến với cả nhà đầu tư, cũng không giúp cho giá cổ phiếu tăng được. Đấy, tốt nhất là đợi tạo đáy xong, nếu mà doanh nghiệp mình hoạt động tốt thì đợi tạo đáy xong sau là mình tung ra. Đấy, thì lúc đấy là cùng với cả cái dòng tiền nó đang quay trở lại, nó hỗ trợ. Đấy, thì nhiều khả năng là cổ phiếu của mình nó cũng sẽ ổn hơn, nó sẽ tăng giá tốt hơn. Đây là cái thuyết âm mưu rồi, là cái thuyết âm mưu về thị trường. Không biết, chứ tôi không biết là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp họ nghĩ như thế nào, nhưng mà nếu mà tôi thì chắc là tôi sẽ làm như thế. Ví dụ như thời gian công bố từ mùng 1 đến 20 chẳng hạn, nếu mà uptrend ấy, thì mình công bố sớm đi. Đấy, uptrend mình công bố sớm đi, mùng 1, mùng 2 mà thị trường đang tăng giá tốt thì mình công bố luôn. Còn đâu mà nếu mà thị trường có downtrend thì thôi, mình cứ chờ đến mấy ngày cuối mình công bố cũng được. Biết đâu lúc đấy thị trường nó tạo đáy xong rồi, hoặc là gần tạo đáy rồi mình công bố ra, lúc đấy thì giá cổ phiếu nó sẽ được từ cái tiền mà nó vào nó bắt đáy, nó sẽ thấy rằng là cổ phiếu mình tốt hơn những con cổ phiếu khác. Đấy, thì nó đỡ rơi hơn hoặc nó phục hồi tốt hơn. Đấy, dù sao thì cổ phiếu nó tăng giá thì cái doanh nghiệp nó cũng không được lợi cái này thì nó cũng được lợi cái kia. Đấy, không được lợi về mặt tiền bạc thì cũng được lợi về mặt uy tín, danh nghĩa. Ok, tức là thị trường đấy, nói chung là đôi khi các bạn phân tích không cần phân tích quá nhiều cái thông tin đâu, mà chỉ cần nhìn nhận cái xu hướng làm sao cho nó hiệu quả là được. Ok, hôm nay lên video muộn thì chúng ta cũng chỉ chia sẻ với nhau như vậy thôi. Xem cái tuần tới có cái thằng nào nó chả có tức bằng cổ phiếu thì các bạn nên tránh ra thôi. Kiểu gì cũng có mấy ông chả có tức bằng cổ phiếu mà tuần nào chả có. Đây là MPC tỷ lệ 1:1 này. Đấy. Novaland à? Novaland lại tiếp tục thưởng cổ phiếu à? CKG này thì lại 110 này. Đấy, DXS này ngày 17 tháng 10 chủ tức bằng cổ phiếu thì lại 110 này. Đấy. Nói thật là C47 này thực hiện cổ phiếu từ quyền mua này. Đấy. Nói thật ở đoạn này là những cái vị mà kẹp rồi ấy thì rất là khó cắt lỗ, chắc là nó đấm thì cố mà chịu, nó đấm nó đá ấy, theo cái kiểu là phát hành cổ tức bằng giấy hay là phát hành thêm như này, chắc là phải cố chịu thôi. Chứ còn theo tôi thấy những ai mà cắt được thì người ta đã thoát rồi. Còn nếu đây chỉ là những người mà những ai mà đang cầm tiền đang lăm le vào ấy, thì tôi cung cấp thêm những thông tin này để các bạn, nếu mà các bạn có ý định mua bắt đáy thì có thể cân nhắc thêm. Đấy. Còn đâu những cái công ty mà chả có tức bằng tiền như thế này thì không sao. Đấy, MSB thường cổ tức, thường cổ phiếu thì lại 130 này. Những công ty trả cổ tức bằng tiền này thì không sao. Thậm chí những công ty ví dụ như là T2 như thế này, những công ty khỏe, khá là khỏe trong giai đoạn này, những công ty điện này không ảnh hưởng mấy bởi cái sự suy thoái kinh tế, ảnh hưởng của thị trường chung.
Đấy, lượng tiền vẫn dồi dào, hoạt động kinh doanh vẫn tốt. Đấy, và sẵn sàng trả cổ tức bằng tiền mặt khá là nhiều, thì có thể là cái cơ hội để các bạn đầu tư dài hạn. Đấy, tuần trước tôi có gợi ý các bạn xem một vài cái con cổ phiếu thuộc nhóm nhiệt điện, thủy điện ấy. Đấy, những cái con mà trả cổ tức rất là nhiều bằng tiền. Đấy, nếu mà nó sẵn nếu mà mệnh giá 20.000 chẳng hạn mà trả cổ tức 2.000 đồng một năm, đấy thì nó cỡ khoảng 10% rồi. Các bạn mua 10 mua như vậy thì gần như là các bạn không thể thua lỗ được. Quan trọng là các bạn có giữ được nó đến lúc mà thị trường nó tăng giá không? Quan trọng các bạn có giữ được nó khi mà cổ phiếu đi ngang, còn những cái cổ phiếu nó khác nó phục hồi, hay là có giữ được nó khi mà những cái cổ phiếu khác nó tăng giá còn cổ phiếu của mình nó vẫn lẹt đẹt hay không. Đấy, đấy là những cái lý do và những cái khó khăn mà chúng ta cần phải biết và chúng ta sẽ gặp phải khi mà quyết định đầu tư dài hạn, bắt đáy cổ phiếu lâu dài. Đấy, trong cái video tôi đã chia sẻ hết rồi. Các bạn có thể xem lại cái video này. Đấy, hoặc là tranh thủ thời gian đăng ký những cái khóa học ở trên vnuptrend com. Những cái khóa học này thì đều là tôi đã kinh qua rất là nhiều những cái đợt tăng giảm của thị trường, những cái chu kỳ của thị trường thì mới xây được những cái khóa học như thế này. Đấy. Đây là cái khóa học chủ yếu là về nhận biết dòng tiền và tập trung vào mua những cái con cổ phiếu khỏe trong cái giai đoạn uptrend của thị trường. Đấy, chứ nó không thể dạy các bạn về đầu tư dài hạn hay là đầu tư theo cái chiến lược là mua và nắm giữ dài hạn. Đấy, những cái đấy thì tôi sẽ cố gắng chia sẻ qua YouTube nhiều hơn. Và nó cũng không phải là cái phương pháp chính yếu mà tôi theo dõi, mà cái phương pháp chính và giúp tôi kiếm được tiền trên cái thị trường chứng khoán này là cái phương pháp giao dịch theo xu hướng. Thì tất cả nó đều nằm trong cái khóa học ở trên cái kênh VN Uptrend. Đấy, các bạn có thể tham gia cái khóa giao dịch theo xu hướng cơ bản. Nếu mà các bạn thấy rằng nó phù hợp thì các bạn hãy đăng ký cái khóa nâng cao này. Đấy, chứ còn cũng không cần cả mua cả hai khóa một lúc. Ok. Còn các bạn hỏi tôi là nếu bao giờ thị trường tạo đáy, bao giờ thị trường nó cổ phiếu có thể mua được, thì thực sự là tôi cũng không biết. Các bạn thông cảm nhé. Ok, chia sẻ vậy thôi. Hôm nay cũng lên video hơi muộn cho nên là cố gắng nói ngắn gọn một chút. Đấy, tôi hy vọng là tuần sau chúng ta sẽ có nhiều cái để nói hơn. Nếu mà dòng tiền nó quay trở lại, dòng tiền quay trở lại thì chúng ta sẽ có nhiều cái để nói hơn, có nhiều cái để phân tích hơn, xem dòng tiền nào đó, nhóm nào nó đang hút được dòng tiền, trong cái nhóm đấy của cổ phiếu nào nó đang là cổ phiếu hút được nhiều tiền hơn và nó thể hiện sức mạnh tốt hơn, khỏe hơn. Đấy, nhiều cái để bình luận hơn. Chứ còn hiện nay tất cả đều xấu. Đấy, thì chúng ta cũng không cố lên chơi trò anh hùng làm gì cả, tìm ra một hai cổ phiếu mà nó vẫn không không giảm cùng với thị trường ấy thì nó cũng không ý nghĩa gì. Thế còn cổ phiếu đấy, khi mà nhà đầu tư người ta nắm giữ nhiều cổ phiếu trong một cái danh mục 5 6 con đi, vô tình có một cái con cổ phiếu nó không giảm, đấy, những cái con lỗ kia thì nó lại lỗ rồi. Đấy, thì người ta sẽ sinh ra cái tâm lý là bây giờ con này chưa lỗ, con này còn một chút thì thôi mình bán đi để đỡ những cái con kia, đỡ khổ. Đấy, và khi nhiều người bán như vậy thì cũng khó có một cổ phiếu mà nó trụ được lại với thị trường. Đấy, ví dụ HAG những cái tuần trước đấy nó cũng là một cái con cổ phiếu khỏe đấy, nhưng mà khi mà thị trường nó điều chỉnh, nó giảm giá, các bạn thấy cổ phiếu ngay lập tức nằm sàn. Và nhiều con cổ phiếu cũng vậy. Ngày xưa thì tôi cũng thỉnh thoảng tôi cũng thấy rằng là có những cái con cổ phiếu khỏe đấy, tôi cũng cố mua đấy, nhưng mà sau một vài lần chúng ta tôi cũng sẽ rút được những cái kinh nghiệm như thế, những cái kinh nghiệm đấy thì chia sẻ lại với các bạn trong những video như thế này hoặc trong những cái khóa học ở trên VN Uptrend. Hy vọng là các bạn có thể hiểu được và các bạn sẽ đỡ mất tiền giống như tôi đã từng. Đấy, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi VN Uptrend. Hy vọng là tuần tới chúng ta sẽ có nhiều điều để nói hơn về thị trường. Chúc các bạn giao dịch hiệu quả và thành công. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.